Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh xe tải của em Tuyến nha quý vị. Đấy, hiện tại thì em Tuyến đang có mặt tại xưởng thùng công ty ô tô Phú Mẫn nha quý vị. Hiện tại thì như em đã quay cho quý vị thì cái mẫu xe tải Jack A5 hiện tại thì mới nhập khẩu về Việt Nam. Và hiện tại thì cuối tháng 5 thì xe đang có tại bãi ô tô Phú Mẫn trên Đồng Nai nha quý vị. Mẫu xe tải Jack A5 nhập khẩu đây rất là nhiều nha. Đó, xe thì hiện tại đã về bãi và hiện tại thì đang được đóng thùng cho cái xe này tại xưởng thùng công ty ô tô Phú Mẫn trên Đồng Nai nha quý vị. Đó, cái mẫu xe tải Jack A5 nha. Đấy, như vậy thì chúng ta sắp tới thì xe sẽ được cung ứng rất là đầy đủ tại bãi nha. Tháng 6 thì chắc chắn là sẽ có xe giao cho quý khách nha. Hiện tại thì xưởng thùng ô tô Phú Mẫn nè, với diện tích là 5.000 m² rất là rộng. Đấy, và với số lượng các anh nhân viên đang đóng thùng để đáp ứng cái nhu cầu xe sắp tới để bàn giao cho khách nha. Không chỉ là xe tải Jack A5 cũng như là mẫu xe tải Đông Phen hoặc là mẫu xe tải Jack N800, N900, N810 nha. Đó, để quý vị, các anh đang hoạt động đây, hoạt động hết công suất để sẽ có một cái sản phẩm sắp tới bàn giao cho quý khách nha. Đó, đây quý vị, xưởng thùng ô tô Phú Mẫn trên Đồng Nai rất là lớn nha quý vị. Đó, với diện tích là 5.000 m² nha. Đây, hiện tại thì ở Shinzo trong đây chúng ta sẽ có những các cái xe như đang đóng thùng trong đây đó quý vị, với mẫu xe tải Jack N800, N900, Jack N200, N350 nha, phiên bản thùng kín thùng bẹt nha quý vị. Đây, đây là cái xe Jack N200S, N350S thùng kín này nha. Xe chúng ta và tại ô tô Phú Mẫn phía Đồng Nai rất là sẵn xe luôn. Như vậy thì mọi người có thể liên hệ với em Tuyến theo số điện thoại em để trên màn hình nha. Đây, quý vị. Màu trắng, màu xanh luôn nha, rất là đầy đủ. Thùng thì các cái thùng này đang đóng sẵn rồi nha, xe chỉ về là gác thôi. Với cái thùng như chúng ta thể thấy là thùng này thùng 3 khoang này. Thùng 3 khoang này sẽ là những cái thùng của xe tải 6,5 tấn nha. Đấy, rồi xe N800, N900 nha. Đấy, rồi đây là cái thùng 2 khoang này, mẫu xe tải N200, N350. Đó, thùng kín, thùng bẹt, xe thì thùng đóng sẵn rất là nhiều. Chỉ sắp tới là xe chassis về gác lên là bàn giao cho quý khách thôi nha. Đấy, đây các cái mẫu xe tải Đông Phen Hoàng Huy B180 tải trọng sẽ là 7,75 tấn phiên bản thùng kín. Đấy, ba cửa hông thì chúng ta sẽ có cái thùng dài là 9,7 m nha. Xưởng thùng công ty ô tô Phú Mẫn Đồng Nai nha quý vị. Đấy, thì hiện tại thì bên ô tô Phú Mẫn em đang trưng bày và bán các cái mẫu xe tải Jack nhập khẩu, Jack đã lắp ráp trong nước, những mẫu xe tải Đông Phen, xe Phen thùng dài. Đấy, rất là nhiều xe để phục vụ quý khách nha. Mọi người có quan tâm các cái dòng xe tải Đông Phen, Phen, Trang Long hay các mẫu xe tải Jack A5, Jack lắp ráp thì liên hệ với em Tiến theo số điện thoại em để cho mình nhận 0584 413 623 hoặc là 0933 868 030. Em Tiến sẽ hỗ trợ cho mọi người về thông số kỹ thuật, hãy cho vay vốn ngân hàng, thời gian giao xe nha, chi tiết hơn nha. Đây thì em Tiến xin chào mọi người và chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ.